Chào mọi người đến với channel của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là bình tam giác hút chân không có vòi 2000ml của Biret, xuất xứ của Mỹ. Đây và mình xin giới thiệu bạn trên màn hình. Các bạn đang có thể thấy là bình tam giác hút chân không rất là đẹp đúng không các bạn? Bình tam giác hút chân không là một trong những dụng cụ được dùng phổ biến trong các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm. Vậy thì bình hút chân không có đặc điểm như thế nào mà được sử dụng phổ biến như vậy? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé. Độ trong suốt của bình hút chân không làm cho người sử dụng có thể dễ dàng nhìn thấy vật khi quá trình thực hiện diễn ra. Dạng có vòi để gắn ống hút nối với máy bơm hút chân không, khả năng chịu sốc nhiệt và độ bền cao học cao nhờ làm bằng thủy tinh và độ dày đồng nhất. Vành miệng được gia cố dày nhằm tránh giảm sức mẻ thường xuyên khi bị va chạm. Cái này ứng dụng cái này được dùng để hút chân không. Bình tam giác này có nhánh nha các bạn nhé. Thành dày chỉ được áp suất lớn. Dung tích là 2000ml, chiều cao là 335mm, đường kính thân là 387mm. Theo đánh giá của nhiều khách hàng thì Khang Kiên là địa chỉ tin cậy chuyên cung cấp và phân phối các loại dụng cụ thí nghiệm được sản xuất tại các hãng nổi tiếng trên thế giới với chất lượng tốt nhất, đảm bảo phục vụ quá trình nghiên cứu và học tập và hiệu quả. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm xin liên hệ với website maydothinghiem.com.vn hoặc là số hotline 0938 222 911. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.